Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Hội đàm thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai, Việt Nam, Bắc Sơn, Vân Nam, Trung Quốc. Tập trung giải pháp đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Nông dân Phong Niên thu nhập cao từ canh tác na trái vụ. Tin quốc tế, Trung Quốc phát hành 1.000 tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, chiều ngày 25 tháng 10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Với 470 trên 472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành bằng 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau hơn một ngày làm việc trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc, theo đúng nội dung quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết 96 của Quốc hội. Sáng ngày 25 tháng 10, Hội đồng Hương Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội đồng Hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các sở ngành, địa phương của Lào Cai và Hải Phòng. Cách đây 62 năm, ngày 12 tháng 11 năm 1961, tỉnh ủy Lào Cai và tỉnh ủy Kiến An, nay thuộc thành phố Hải Phòng, đã ký kết nghị quyết liên tịch, kết nghĩa toàn diện với chủ trương trọng tâm là đưa đồng bào Kiến An đi xây dựng và phát triển kinh tế tại tỉnh Lào Cai. Sau hơn 60 năm, đã có khoảng 5 vạn người quê gốc Hải Phòng đang sinh sống và làm việc tại Lào Cai với cuộc sống ngày càng khởi sắc. Với mục tiêu trở thành cầu nối gắn kết những người con Hải Phòng đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào Cai, năm 2007, Hội đồng Hương Hải Phòng tại Lào Cai đã được thành lập và hiện có hơn 4.000 hội viên. Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của hai địa phương và đất nước. Với vai trò trách nhiệm là chính quyền địa phương thì chúng tôi tiếp tục quan tâm ủng hộ để cho hội hoạt động tốt và làm sao để thực sự là cái ngôi nhà chung cũng như là nơi kết nối để cho đồng bào con em Hải Phòng đang sinh sống và làm việc Lào Cai có nhiều cái cơ hội để gắn kết phát triển và tiếp tục đóng góp nhiều cho cái sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh Lào Cai cũng như là mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lào Cai và thành phố Hải Phòng. Tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đã thông tin những nét nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng, đồng thời mong muốn Ban chấp hành hội, hội viên Hội đồng Hương cùng những người dân Hải Phòng đang sinh sống tại Lào Cai tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của hai địa phương. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội đồng Hương Hải Phòng tại Lào Cai khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 50 người. Dịp này, Hội đồng Hương Hải Phòng tại Lào Cai vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Chiều ngày 25 tháng 10 tại thành phố Lào Cai, Ban tổ chức phía tỉnh Lào Cai tiến hành hội đàm lần thứ 3 với Ban tổ chức phía huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về công tác chuẩn bị cho Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung Lào Cai lần thứ 23 năm 2023. Tại buổi hội đàm, hai bên thông tin về công tác chuẩn bị cho Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung lần thứ 23. Về phía tỉnh Lào Cai đang gấp rút chuẩn bị về hạ tầng, khánh tiết, bố trí, sắp xếp các gian hàng. Ban tổ chức hội chợ phía Việt Nam đã tiếp nhận đăng ký của 152 tổ chức và doanh nghiệp của 46 tỉnh, thành phố, đăng ký 347 gian hàng. Còn về phía Trung Quốc, đã tiếp nhận 145 doanh nghiệp từ 8 tỉnh, thành phố của Trung Quốc, đăng ký 156 gian hàng.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã ký kết biên bản thống nhất một số nội dung sẽ triển khai từ nay cho đến khi tổ chức hội chợ, như công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp quốc gia thứ ba và vùng lãnh thổ khác tham gia hội chợ. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lào Cai diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại thành phố Lào Cai với quy mô trên 600 gian hàng. Trong khuôn khổ hội chợ còn có các hoạt động như hội đàm hợp tác kinh tế thương mại hai tỉnh Lào Cai, Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc, diễn đàn trao đổi cơ chế chính sách thu hút đầu tư và hoạt động logistics, xuất nhập khẩu Việt Trung, tham quan khảo sát một số điểm du lịch tại Lào Cai. Cũng trong sáng ngày 25 tháng 10, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, Việt Nam và Ban Quản lý Khu Kinh tế huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã tổ chức hội đàm thực hiện thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Việt Nam và Bắc Sơn, Vân Nam, Trung Quốc. Tại buổi hội đàm, hai bên cùng thảo luận thống nhất thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Việt Nam, Bắc Sơn, Vân Nam, Trung Quốc trong thời gian 6 tháng, dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Hàng hóa được thí điểm vận chuyển là nông sản tươi sống, chỉ thực hiện thí điểm vận chuyển một loại hàng hóa, không cho phép nhiều loại hàng hóa ghép xe để vận chuyển. Trong thời gian thực hiện thí điểm, căn cứ đề xuất của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hai bên sẽ báo cáo cơ quan cấp trên cho phép thực hiện thí điểm phương tiện vận chuyển hàng hóa hai chiều đối với các loại hàng hóa khác. Việc triển khai thực hiện thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Việt Nam, Bắc Sơn, Vân Nam, Trung Quốc phải được triển khai thực hiện dựa trên cơ sở nguyên tắc đối đẳng và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp vận tải hai bên. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, hai bên sẽ tiến hành hội đàm, trao đổi đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo cơ quan cấp trên mỗi bên để xem xét về việc tiếp tục triển khai. Trước đó, các đại biểu tham dự hội đàm hai bên đã đi khảo sát thực tế tại cửa khẩu Mường Khương, huyện Mường Khương. Thưa quý vị và các bạn, xác định nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có sự vào cuộc tích cực. Nhiều giải pháp quan trọng đã được triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn. Tuy nhiên đến nay, vì nhiều lý do khác nhau dẫn tới tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp so với kỳ vọng. Năm 2023, tỉnh Lào Cai được Trung ương giao 1.702 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, tiến độ giải ngân vốn đạt bình quân 45%. Trong đó, vốn nông thôn mới đạt 44 trên 89 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch. Vốn dân tộc miền núi đạt 232 trên 510 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch. Vốn giảm nghèo bền vững đạt 113 trên 273 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là hết tháng 9 năm 2023, tiến độ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt dưới 50% kế hoạch, thấp so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là những khó khăn trong quy trình, thủ tục tiếp cận vốn còn chưa rõ ràng, khó thực hiện. Nguồn vốn thì đã có, nhưng tại một số địa phương không thể triển khai hỗ trợ cho nhân dân. Phóng sự thực hiện tại huyện vùng cao biên giới Mường Khương. Xã Tả Gia Khâu, một trong những địa bàn xa nhất, khó khăn nhất của huyện Mường Khương. Nơi đây có khá đông đồng bào dân tộc Bố Y, một trong những dân tộc thiểu số rất ít người. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực giúp đồng bào nơi đây phát triển kinh tế. Ngay sau khi có quyết định hỗ trợ của Trung ương, xã Tả Gia Khâu đã thành lập 2 tổ hợp tác để sẵn sàng đón nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, hiện toàn bộ 450 triệu đồng hỗ trợ theo quy định đã được xã trả lại cho huyện. Thì qua hơn 2 năm triển khai thực hiện thì chúng tôi đang có những cái vướng mắc nhất định mà cũng không thể triển khai thực hiện được. Cái thứ nhất đó là cái mô hình về cái trồng lạc hoa. Thì ở đây thì liên quan đến cơ chế hỗ trợ. Đấy là thực hiện theo cái chuỗi giá trị sản xuất. Về cái cơ chế hỗ trợ đến bây giờ thì vẫn chưa có cơ chế hỗ trợ rõ ràng. Thế do đó là bà con nhân dân cũng khó triển khai thực hiện. Tức là mong muốn nhà nước có cái cơ chế hỗ trợ cụ thể mà nó dễ làm hơn đối với bà con nhân dân để triển khai thực hiện. Chương trình hỗ trợ dành cho đồng bào dân tộc Bố Y chỉ là một trong số những nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia đang gặp khó trong thực hiện.
Một nguyên nhân nữa tác động tới tiến độ giải ngân vốn chậm do thiếu sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng đường giao thông, thiếu kinh phí đối ứng của các gia đình để thực hiện dự án. Chúng tôi yêu cầu các cái cơ quan thường trực các cái nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tập trung xây dựng kế hoạch lập biểu đồ tiến độ giải ngân, đặc biệt là vốn sự nghiệp từ nay cho đến hết 31 tháng 12 năm 2023 là đảm bảo làm sao để huyện Mường Khương phấn đấu cao nhất cái tỷ lệ giải ngân và hạn chế thấp nhất cái việc là mất vốn. Đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Mường Khương mới đạt 55%. Trong đó chậm nhất là nguồn vốn sự nghiệp mới đạt 11,6%. Các địa phương rất mong chờ sự vào cuộc của các cấp, ngành, tháo gỡ kịp thời các vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Từ đó phát huy tối đa vai trò của nguồn vốn trong việc nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân. Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Lào Cai đã sớm phân bổ 100% vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động trong triển khai các dự án thành phần tại cơ sở. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công cụ thể lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của cơ sở theo lĩnh vực để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Tăng cường cái sự phân cấp. Ví dụ, trước đây thì các cái dự án phát triển liên kết chuỗi thì hội đồng thẩm định là của tỉnh, nhưng mà bây giờ các cái địa bàn dự án mà trên địa bàn một huyện thì tất cả là thuộc thẩm quyền của huyện chủ động. Là các cái việc mà giao danh mục đầu tư thực hiện chương trình, các chương trình mục tiêu quốc gia thì giao hay là điều chỉnh danh mục các chương trình thực hiện trên địa bàn của huyện ấy, thì huyện cũng chủ động qua đó để thấy là thì bằng mọi cái giải pháp để đẩy nhanh cái tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái chương trình. Mới đây, tại cuộc họp đánh giá tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, cùng với việc kiến nghị các bộ ngành trung ương sớm có các hướng dẫn triển khai đối với những vấn đề còn vướng mắc, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các huyện, thị xã, thành phố sớm giải quyết, thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, không chờ đợi cấp trên. Các cấp, các ngành và địa phương cần hết sức chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Cái mục tiêu của chúng ta đặt ra ấy, thì thứ nhất ấy, là đối với lại cái việc giải ngân của chúng ta thì thực hiện theo công điện Thủ tướng ấy, là chúng ta phải giải ngân là đảm bảo tối thiểu trên 95%. Chương trình mục tiêu quốc gia nguyên tắc là phải tiêu hết. Tôi đề nghị là các cái huyện mà đã giải ngân thấp ấy, thì các đồng chí cũng ngồi họp lại với nhau, làm rõ các nguyên nhân khách quan chủ quan, sau đó thì phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Năm 2023, tỉnh Lào Cai được Trung ương giao 1.702 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó vốn đầu tư 873 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 829 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia mới đạt 45%. Thời gian còn lại trong năm không nhiều, để đạt được kết quả giải ngân cao nhất, tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong triển khai thực hiện. Tổ chức ra ban định kỳ hàng tuần với các cơ quan được giao quản lý dự án về thực hiện các dự án, đặc biệt là yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án, kiên quyết cắt hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng trong triển khai các dự án. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 10, Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, người dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai. Gần 200 cán bộ, thành viên hợp tác xã thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh tham dự tập huấn. Tại hội nghị tập huấn, các học viên được cung cấp một số chuyên đề, một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số, thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ số trong phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị các sản phẩm tại địa phương và giải pháp thực hiện, phương pháp truyền thông và nâng cao nhận thức của người dân về ứng dụng công nghệ số, mạng Internet trong đời sống và sản xuất, thực trạng chuyển đổi số theo chuỗi giá trị sản phẩm, những vấn đề đặt ra. Các học viên cũng được trao đổi, thảo luận kiến thức và thực tế ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ số, mạng Internet vào sản xuất kinh doanh, hướng dẫn kỹ năng tạo lập, biên tập thông tin nội dung số trong quảng bá và giới thiệu sản phẩm, chia sẻ những khó khăn vướng mắc để cùng tìm giải pháp nâng cao năng lực chuyển đổi số.
Hiện toàn tỉnh có 505 hợp tác xã với hơn 7.600 thành viên. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã là 928 triệu đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nông dân xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng đang vào mùa thu hoạch na trái vụ. Năm nay na được mùa, được giá, giúp nhiều hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập khá trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Khu vực thôn Cốc Sâm 2 đến Cốc Sâm 5 là vùng na chính của xã Phong Niên. Học theo cách làm của nông dân tỉnh bạn, gia đình bà Lù Thị Lan canh tác na trái vụ được 3 năm nay. Điểm khác biệt để cây na ra quả trái vụ là khâu thụ phấn, tỉa cành đều phải làm thủ công. Bắt đầu quả chính vụ to bằng đầu ngón chân cái hoặc là ngón tay cái thì bắt đầu mình làm gối. Là mình cái cành nào mình không có quả thì mình cắt, mình tỉa đi. Sau 20 ngày thì nó ra hoa này mình thụ phấn. Quan trọng là cái khâu thụ phấn ấy. Đấy, mình thụ phấn được là nó rất là quả nó rất là đẹp. Để có thị trường rộng mở và giá bán tốt, khoảng 5 năm nay, một số hộ dân ở Phong Niên bắt tay canh tác na trái vụ. Với kỹ thuật can thiệp, tác động đến cây hợp lý, từ đó kéo dài thời gian na cho quả và thu hoạch, tránh bị thương lái ép giá. Như gia đình chị Lùng Thị Thủy có hơn 1.000 cây na đã cho quả. Nhờ thực hiện kỹ thuật này, ngoài vụ na chính thu hoạch vào tháng 5 đến tháng 6, hiện gia đình chị đang tiếp tục thực hiện thu vụ thứ hai, kéo dài đến hết tháng 11. Giá bán cũng luôn ở mức cao. Rơi vào tầm khoảng hơn 2 tấn. Giá bán thì cũng tùy mã to mã nhỏ, nhưng mà nói chung là nó cũng dao động từ 40 cho đến 60. Cây na thì nó làm được cái trái vụ nên là cái hiệu quả kinh tế nó cũng cao. Giá của năm nay thì ổn hơn năm trước. Na trái vụ thì chắc chắn là thu nhập sẽ cao hơn na chính vụ. Xã Phong Niên có khoảng 10 hectare na. Hầu hết các hộ trồng na đã biết áp dụng biện pháp canh tác trái vụ. Địa phương đang tính đến việc sẽ mở rộng diện tích hợp lý để có nhiều hộ cùng canh tác. Quan trọng nhất là khâu hướng dẫn kỹ thuật để nông dân thực hiện đúng. Chúng tôi phải tổ chức các cái buổi tham quan tập huấn nghiệp vụ cho người dân để người dân nắm được cái kỹ thuật về cái cách chăm sóc cây na và thụ phấn cho cây na, từ cái việc bón phân, cắt tỉa để cho cây na nó có cái sức tốt nhất để nó nuôi cái quả na trái vụ. Trên cùng một cây na, nông dân Phong Niên đang tạo ra hai vụ quả. Vụ chính, na thụ phấn tự nhiên, bà con sẽ cắt tỉa một số cành, ép cây ra lộc. Trên những cành lộc đó sẽ ra đợt hoa mới, người trồng phải trực tiếp thụ phấn cho đậu quả, đồng thời bón phân bổ sung dinh dưỡng cho cây. Như thế tạo ra được mùa na trái vụ, làm phong phú thị trường, giúp gia tăng thu nhập. Đặc biệt là vào thời điểm những tháng cuối năm. Tiếp tục chương trình. Bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ. IEA dự báo về nhu cầu nhiên liệu hóa thạch toàn cầu. Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan bệnh đậu mùa khỉ. Đây cũng là ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ tại Việt Nam. Bệnh nhân tử vong là nam, 30 tuổi, ngụ tỉnh Long An. Bệnh nhân nhập viện ngày 2 tháng 10 vì sốt, nổi mụn nước 9 ngày, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Xét nghiệm có kết quả PCR dương tính với đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh, kháng nấm, kháng lao, thở máy, lọc máu. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến nặng và tử vong sau 18 ngày điều trị tích cực. Hiện Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để có kết luận và báo cáo chính thức về trường hợp này. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý xe vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về hành vi vi phạm trên cao tốc để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mới đây, mạng xã hội lan truyền xe khách dừng nằm Kết Đoàn Sunrise, biển kiểm soát 15F01200 chạy tuyến Sapa - Hải Phòng, lấn làn vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội 1 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xác minh thời điểm lái xe lấn làn vượt ẩu khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 10. Vị trí tại km 157 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Lái xe là Nguyễn Đăng Đê, thường trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Với hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, lái xe Đê đã bị xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.
Những tháng cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý xe vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về hành vi vi phạm để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Campuchia đưa tin Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền dự kiến sẽ ký thỏa thuận hợp tác và liên minh với 27 chính đảng khác. Cụ thể, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi thư mời lãnh đạo các chính đảng tham gia liên minh với Đảng Nhân dân Campuchia tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và liên minh giữa các chính đảng vào sáng 25 tháng 10 tại trụ sở Trung ương của Đảng Nhân dân Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh gần đây nhiều đảng phái ở Campuchia đã gửi thư tới Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, bày tỏ đề xuất liên minh nhằm đưa đất nước Campuchia tiến tới hòa bình, ổn định và phát triển. Đáp lại đề xuất này, trong thông điệp hôm 11 tháng 10, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia hoan nghênh sáng kiến trên, đồng thời đánh giá cao về sự đoàn kết của liên minh với các chính đảng ở Campuchia. Trong một động thái được đánh giá là nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 137 tỷ đô la Mỹ vào quý 4 năm nay. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, số tiền này sẽ được phân bổ cho chính quyền địa phương thông qua cơ chế thanh toán chuyển khoản. Dự kiến 500 tỷ nhân dân tệ sẽ được sử dụng trong năm nay và phần còn lại dùng trong năm 2024. Tập trung vào 8 lĩnh vực chính, chủ yếu liên quan đến phòng chống và khắc phục thảm họa quốc gia. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng cho biết sẽ tăng cường các quy định để số tiền này được sử dụng đúng theo kế hoạch. Các chuyên gia đánh giá chính sách này là một bước đi đúng hướng của Trung Quốc nhằm hỗ trợ nền kinh tế và sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, Thủ tướng Australia sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Australia là một đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ trong khu vực. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Australia thảo luận về quan hệ song phương cũng như những vấn đề quốc tế khác cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thông báo các kế hoạch hợp tác quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó bao gồm khoản đầu tư 3,2 tỷ đô la Mỹ của Microsoft trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các khoáng sản quan trọng. Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Australia đã nhấn mạnh rằng quan hệ đồng minh Mỹ-Australia là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Canberra. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã bước sang ngày thứ 18 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giao tranh giữa quân đội Israel và các tay súng Hezbollah ở Liban lại tiếp diễn. Lực lượng Hezbollah cho biết 3 chiến binh thuộc phong trào này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng Israel ở biên giới Liban-Israel. Hezbollah cũng thông báo đã tấn công bằng tên lửa dẫn đường vào 2 khu vực của Israel. Trong khi đó, các nguồn tin thuộc lực lượng an ninh nội địa Liban cho biết máy bay không người lái Israel đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Tash al-Nahat ở miền Nam và một khu vực phía đông nam Liban. Lo ngại xung đột lan rộng trong khu vực, các quốc gia vùng vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út, tiếp tục kêu gọi Israel ngừng bắn và dỡ bỏ bao vây dải Gaza. Cơ quan năng lượng quốc tế đã dự báo nhu cầu toàn cầu về than, dầu và khí đốt tự nhiên sẽ lần đầu tiên đạt đỉnh vào năm 2030, dựa trên những chính sách hiện tại về nhu cầu phát triển công nghệ năng lượng sạch, cùng sự thay đổi cấu trúc kinh tế trên toàn cầu. Trong báo cáo mới công bố, IEA dự báo đến năm 2030, số lượng ô tô điện trên toàn thế giới sẽ tăng gần gấp 10 lần và các chính sách hỗ trợ năng lượng sạch ở các thị trường trọng điểm sẽ gây áp lực lên nhu cầu nhiên liệu hóa thạch. Ước tính tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch trong tổng nguồn cung năng lượng toàn cầu vốn giữ ở mức khoảng 80% trong nhiều thập kỷ qua sẽ giảm xuống còn 73% vào năm 2030. Theo IEA, với những chính sách hiện nay, dự kiến đến năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ đóng góp 80% năng lực sản xuất những loại điện năng mới. Quý vị và các bạn thân mến, nghi lễ then có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Tày, được thể hiện bằng các loại hình diễn xướng dân gian như nghệ thuật ngôn từ, tạo hình, âm nhạc. Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012, then của người Tày Lào Cai có nhiều cấp bậc và các nghi lễ như then giải hạn, then gọi vía, then cầu an, then băng khảo màu, băng luông. Những hình ảnh về nghi lễ then pang khảo màu với ý nghĩa mừng cốm mới của người Tày Văn Bản
sẽ có trong một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cung cấp, đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu nên thời tiết các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, vùng cao đêm về sáng trời rét. Dự báo từ ngày hôm nay thì khả năng Lào Cai sẽ có mưa rào và dông rải rác nên hai ngày tới thời tiết các khu vực trong tỉnh sáng sẽ có sương mù, đến trưa và chiều thì trời nắng, nhiệt độ các địa phương trong tỉnh dao động trong khoảng từ 18 cho đến 22 độ, gió nhẹ, vùng cao trời se lạnh. Thời tiết đẹp khá là phù hợp cho những chuyến trải nghiệm ngoài trời và thưởng thức những món ngon, thăm thú những vùng quê bình yên tươi đẹp của Lào Cai. Đặc biệt là vào thời điểm này đang là mùa làm cốm và mùa thu hoạch các loại quả có múi như là bưởi và quýt. Chính vì vậy, du khách gần xa hãy nhanh đăng ký một tour du lịch trải nghiệm và khám phá những điều thú vị tại Lào Cai. Còn bây giờ là thông tin dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm về sáng trời lạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.